Wow, hello, chào các bạn, các anh chị em. Mình mới mua cái máy cam này để chuẩn bị làm cái vlog mà nó quên, mình quên trong cái máy nó không có cái memory card, bây giờ mình phải chạy vô cái PX, cái exchange để mua cái memory card. Rồi mình bắt đầu quay luôn từ cái parking lot. Rồi bây giờ chuẩn bị đi về nhà. Nhưng mà trước khi bắt đầu để quay cái blog, mình cũng muốn nói cái ý định. Đây là cái vlog number one đầu tay của mình. Mình cũng là dân Cali, sang Cali rồi đi lính cũng gần 28 năm, đúng 27 năm rưỡi. Rồi sau khi vừa retire rồi đó, mình chạy sang về vùng Texas để sống. Cái lý do mình về Texas mình sống á, nó có hai ba điểm chính. Cái thứ nhất là trước khi nói cái chuyện đó, mình chạy ngang một vòng trước cái building headquarter của cái base, cái này là cái trại không quân tên là Randolph ở bên San Antonio, Texas. Ok, rồi bây giờ mình nói lại cái chuyện tại sao mình chọn Texas, mình bỏ Cali, mình phải đi tị nạn một lần nữa, tị nạn từ thêm một lần nữa, mình phải tị nạn từ Cộng hòa Nhân dân Cali để sang tiểu bang Texas. Thì có ba cái lý do chính mình chọn sang đây. Cái thứ nhất là tiểu bang Texas nó không có income tax, đâu có ai muốn trả thuế phải không các bạn? Thì ở bên đây thì không có income tax. Tiểu bang Cali thì mình nghĩ cũng chắc 11-12% tiền thuế income tax. Mình chỉ nói tiểu bang thôi nha. Rồi ngoài cái chuyện thuế tiểu bang nữa thì ở bên Texas này cái sales tax nó rất là low, có 6.25% thôi. Ở bên Cali nhiều chỗ bây giờ lên tới gần 10% rồi. Ngoài cái chuyện thuế lợi tức income tax ra, ở bên đây nó có những cái chính phủ ở bên cái county, những cái quận ở đây á, nó tạo điều kiện cho rất là thuận lợi, có nhiều cái quy chế, cái benefit cho những người cựu chiến binh, đặc biệt là những người mà có disability, thương tật như mình á. Thì một điểm chính là ở đây á, là những người nào mà có disability trên 50% á, là không có đóng tiền thuế nhà đất. Có thể nói là một năm cũng tùy theo cái giá nhà mình mua, nhiều cái thuế ở đây á, nhiều khi lên đến khoảng 8-9 ngàn, có thể lên tới 10 ngàn, nhưng mà mình thì được lên tới, nó cho mình không trả miễn thuế được 12 ngàn. Bởi vậy nhiều người lính khi mà họ retire rồi đó là họ đều dọn qua Texas hết, tiểu bang này với lại tiểu bang Florida. Rất là nhiều người dọn sang đây ở đây. Rồi cái lý do thứ hai đó là mình dọn về đây á, là bây giờ mình đi lính lúc 18 tuổi, bây giờ mình mãn lính rồi thì
sức khỏe mình không có còn 100% như xưa nữa. Thì bây giờ bệnh hoạn đủ thứ các bạn. Bây giờ mình phải dọn về cái vùng, mình chọn cái vùng San Antonio này á, là tại vì ở đây đó là cái vùng San Antonio có nhiều, nó có 2-3 cái nhà thương mà lính á, thường thường mà họ y sĩ, bác sĩ á, là họ đều gửi tới đây thực tập hết. Nó có một cái trại quân y, một cái bệnh viện quân y tên là Brooke Army Hospital. Bởi vậy mình chọn về đây là cái lý do là cái sức khỏe ha. Và cũng một điểm mình thấy là bên đây nữa là ngoài cái chuyện thuế với lại sức khỏe của mình ra, một cái điểm thứ ba nữa là ở bên này đó, mình đi lính lâu rồi, cái chiều hướng chính trị của mình đó, nó càng ngày mình thấy nó thành conservative hơn. Bởi vậy mình mới muốn qua Texas nó sống. Mình không thích Cộng hòa Nhân dân Cali nữa. Bây giờ mình phải chọn qua Texas mình ở. Mình thấy bên đây á, nó hợp với mình hơn ha. Điều đó là như thế. Nhưng mà mình nói thật ra mình thì tôi đây cũng không có phải là conservative gunslinging hay là sao không, nhưng mà mình thích tự do, mình muốn về đây cái thành phố nhỏ này, cái town nhỏ này để ẩn dật, nên mình cũng không muốn border ai, mà mình cũng không muốn người ta border mình hết. Bây giờ mình chọn về đây, thì những cái lý do là mình đổi sang, mình về hưu rồi mình chạy sang đây là như vậy. Xin giới thiệu thêm vài cái chi tiết nhỏ về cái thành phố mình sống. Mình hiện giờ đang sống ở một cái town nhỏ tên là Shirts. Nó nằm ở phía đông bắc của cái thành phố San Antonio. Shirts là cái tên được đặt cho một người di dân gốc Đức. Ông này ông đến cái vùng này khoảng năm 1930 á, những năm đó, rồi rồi ông mới trồng trọt cái bông vải đó, rồi sau này cái ông hiến miếng đất để xây cái phi trường quân sự hồi nãy mình ghé đó, rồi cái thao này ông cho miếng đất cho cái thao này mới lập ra cái khu phố này. Mà cái thao này rất là nhỏ, khoảng chừng bây giờ khoảng chừng dân số thì khoảng 60-70 ngàn thôi, không có đông. Phần đông là người Mỹ trắng, đặc biệt thì dân ở đây phần đông mình thấy nhà cửa chung quanh mình toàn là cựu chiến binh không à. Bởi vậy mình dọn về đây là đúng rồi. Thôi một chút nữa mình sẽ về tới nhà, rồi mình nói chuyện thêm cái sơ lược về cái tiểu sử của mình. Và hello, see you guys again. Mình cũng mới vừa ra cái exit, cũng chạy về gần cái khu nhà mình ở rồi. Mình cái khu nhà mình ở đó thì cũng cách cái chạy Randolph Air Force Base cũng khoảng chừng 10-15 phút lái xe thôi, không có xa gì mấy. Khu nhà này là khu nhà mới xây khoảng 2-3 năm nay thôi. Giá nhà ở đây thì cũng không có thì thật sự thì đâu có mắc bằng Cali được. Một cái nhà mới ở đây thường thường là từ 250 cho đến 350 ngàn thôi. Cái khu nhà như vậy thì ngoài cái chuyện tiền mortgage thì mỗi tháng phải đóng $30, nó gọi là Homeowner Association.
bạn phải trả 30 đô. 30 đô đó là tiền chi phí cho cái gì? Là cho những cái việc cắt cỏ, làm đẹp, cái khu nó gọi là public á, là không phải cái sân của mình á, dọc theo cái đường trong cái khu nhà mới này á, là cái cỏ ngoài đường á, là không phải là cái người chủ nhà chịu trách nhiệm, thì cái association đó họ chịu trách nhiệm. Ngoài cái chuyện mà trả tiền cho cắt cỏ rồi cho cây đồ, cho nước tưới cỏ tưới cây, ở đây còn có một cái công viên nhỏ với lại một cái hồ bơi. Cái hồ bơi thì cũng nhỏ thôi chứ không có lớn gì mấy, nhưng mà cái hồ bơi này thì mở cho mùa hè để cho các mấy đứa trẻ ở đây nó đến nó tắm. Rồi sắp cũng sắp tới nhà đây rồi. Ở nhà mình ở gần cái trường tiểu học. Tới nhà mình chắc các bạn sẽ nhận ra thôi. Thì vì chỉ có những người như mình là đi lính lâu năm mới có treo cờ Mỹ rồi cờ lính Marine. Đây, các bạn thấy không? Đây. Thôi mình chào tạm biệt. Mình vô nhà một chút rồi nói chuyện tiếp ha. Hello again. Chào các bạn trên YouTube. Như hồi nãy mình có nói thì mình cũng muốn có vài phút giới thiệu về tiểu sử của mình. Tôi tên là Phạm Trần Anh Tuấn, sinh ra ở đất đỏ Bà Rịa năm 70. Sau đó thì mình mới sang Mỹ năm 86. Và học xong high school thì mình mới đi đăng ký vô lính cho cuộc nội chiến. Cái lý do mình đi lính là cũng là nối nghiệp, nối cái gót chân của ông cha mình thôi. Thì ngày xưa ba của mình cũng là trong lực lượng đặc biệt biệt kích diều. Nhưng mà ba mình tử trận năm 72. Còn ông nội, ông cố mình ngày xưa cũng đi lính. Các chú, các bác thì ai cũng đi sĩ quan với lính hết. Thì bởi vậy khi mà mình lớn lên, cái mộng của mình là cũng nối nghiệp gia đình đi vào quân đội. Mình hên là mình cảm thấy mình hên là tại vì hồi xưa Việt Nam sau năm 75, như tất cả những người mà con cái của chế độ cũ, những người làm việc cho chế độ cũ thì cũng bị chèn ép. Mình cũng bị đi kinh tế mấy năm, nhưng mà mình hên nhờ có má của mình đi vượt biên, bởi vậy mới lãnh mình sang đây năm 86. Sau khi học 3 năm high school thì mình mới đăng ký vào thủ quân chiến. Lúc đó vào thì mình không biết chọn ngành gì hết, chỉ muốn đi tác chiến thôi. Tại lúc còn trẻ thì ai cũng sung sức hết, ai cũng đi chiến đấu hết. Bởi vậy mình mới vào pháo binh. Rồi mình cũng có tham gia cái lúc ở lính á, thì cái đơn vị của mình cũng được phái sang cái chiến trường Desert Shield, Desert Storm. Mình cũng tham gia cái trận đánh đó ở bên Kuwait. Rồi sau năm 93 thì 4 năm mãn hạn rồi thì mình ra lính, nhưng mà mình ở lại trong lực lượng dự bị. Rồi mình đi học đại học, rồi sau 3 năm thì mình mới xin vô cái chương trình mà đi học sĩ quan, học trường OCS, Officer Candidate School.
mình mới bắt đầu được gắn lon năm tháng giêng năm 1997, rồi mình phục vụ đến 30 tháng 4 năm 2017 mình về hưu rồi. Thì bây giờ có nhiều bạn kêu mình viết lại sách, hay là cũng có bạn như anh Cường Marine khuyến khích mình nên làm một cái vlog. Bởi vậy mấy tháng nay anh cứ khuyên mình nên kể lại cái chuyện, tại vì ít có ai như mình hết, ít có người nào mà sang đây như thế, rồi tiếng Anh không có rành nhưng mà cũng bắt đầu học hỏi, rồi vào quân ngũ, rồi trở thành một sĩ quan trong thủy quân chiến Hoa Kỳ. Thì hôm nay mình mới bắt đầu cái vlog number one đầu tiên này của mình. Cái mục đích của cái vlog này là mình muốn kể lại những cái chuyện chuyện vui, chuyện buồn trong cuộc đời binh nghiệp của mình thôi. Chuyện vui thì nhiều, chuyện buồn cũng có nhưng mà ít. Thì mong các bạn vô xem và để lại comment, và có câu hỏi nào, có đề tài nào mà các bạn muốn mình trả lời đó, thì các bạn cứ viết xuống. Mong là như thế nhé. Thôi bây giờ mình chào tạm biệt, rồi hẹn đến cái vlog number 2. Ok, take care, simple five, bye.